Đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương. Trong buổi tối ngày thứ Sáu 3 tháng 6, khoảng 600 đồng bào đã đến quảng trường Nathan Phillips trước tòa thị chính của thành phố Toronto để tham dự đêm tưởng niệm thắp nến cầu nguyện cho quê hương. Quê hương đang trong cơn nguy khó dưới sự cai trị ngu dốt độc tài của bè lũ cộng sản. Trong khi bên ngoài giặc tàu lâm le xâm chiếm bờ cõi, nạn cá chết ở biển Đông vì chất thải từ các nhà máy ở dọc theo bờ biển, hạn hán đang đe dọa đồng bằng sông Cửu Long liên tục đe dọa đến sự an nguy của dân chúng. Trong đêm thắp nến cầu nguyện có Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cùng đại diện các tôn giáo, hội đoàn trong vùng thủ phủ Toronto. Buổi lễ chấm dứt vào lúc 11 giờ tối cùng ngày.